Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 bộ truyện Vết Loang trên cánh mỏng, tác giả Miên Lam. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Khung cảnh đám cưới huy hoàng với gam màu chủ đạo trắng vàng hoàng gia tại khách sạn lớn nhất thành phố thu hút người nhìn. Người ra người vào tấp nập dừng ở sảnh đón tiếp, ngắm nhìn ảnh cưới và tấm tắc khen ngợi cô dâu chú rể cặp trai tài gái sắc. Hạ Sương mặc một chiếc váy của Vera Wang phiên bản giới hạn, đứng hàng trăm viên pha lê lấp lánh, đẹp như một nàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đứng bên cạnh là Triết, chú rể lịch lãm và tài hoa bậc nhất thành phố. Cặp đôi hòa hợp về phần nhìn, nhưng không ai biết bên trong hai người là cảm xúc trái ngược nhau. Hạ Sương hạnh phúc tràn đầy, còn Triết cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén chua xót trong lòng. Nhìn mọi người ở dưới khán phòng hồ hởi hân hoan chúc mừng, cảnh vật như phủ một lớp mịt mù. Bên tai anh bùng nhộn những âm thanh không rõ ràng, lại hiện ra hình ảnh cô ấy quay lưng đi ra khỏi khách sạn. Bóng dáng liêu xiêu cô đơn, cảm xúc của anh càng tồi tệ hơn. Triết chủ động đến các bàn nâng ly, một chén, hai chén và nhiều chén nữa đều cạn sạch. Rượu vào đắng chát trong miệng, cay xé trong lòng ngực. Cứ thế khách khứa càng chút, anh càng uống. Hơn đứng ở bên kia đường, nhìn sang khách sạn bên này, tấp nập người ra người vào, người đưa người đón. Ảnh cô dâu chú rể đặt ở sảnh, cô dâu cười rạng rỡ, chú rể điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm xa xăm. Đã từng có khoảnh khắc, cô nghĩ đến mình là người kia, đứng bên cạnh anh trong một đám cưới hạnh phúc. Anh nói bên bờ sông Thames sẽ cho cô một đám cưới thế kỷ. Nước mắt cùng mồ hôi túa ra như tắm dưới cái nóng oi bức 38 độ của mùa hè. Mà sao trong lòng cô lạnh run. Cô nhìn ảnh cưới một lần nữa, rồi lê chân lên xe buýt đi về nhà. Bước chân đến khu tập thể đã là 11 giờ đêm. Trời đổ xuống cơn mưa, xoa dịu cái nắng oi ả của mùa hè. Hân ngửa mặt lên trời, hai tay nắm chặt cả người đang run lên trong cơn mưa hè lạnh lẽo. Cuộc đời cô thấm mưa đã nhiều lần, nhưng chưa bao giờ biết được mùi vị của mưa. Mưa có vị đắng thật, lại chát nữa. Nước mưa rơi vào miệng, thấm vào cổ họng cay nồng. Ông trời đúng là như lòng người, đổi thay nhanh chóng. Mới vừa rồi mưa như trút nước, mà giờ này đã tạnh nhanh. Hân bỗng cười lên một tiếng thê lương, nuốt nước mưa đắng chát vào họng, rồi dứt khoát bước lên cầu thang tối. Cô phải dọn đồ đạc, ngày mai chuyển công tác. Sẽ là một cuộc sống mới hoàn toàn, dứt bỏ quá khứ để trở thành một người khác. Cô vừa bước lên cầu thang thì bị một bàn tay kéo ôm siết vào lòng. Hơi thở nam tính với mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô đập hỗn loạn. Đôi môi bị người đó cướp lấy mạnh mẽ, cuốn trong mê loạn và đau đớn. Khát khao của anh biến thành cuồng mê, rút cạn khí nơi khoang miệng, càng quét những giọt nước mắt trên đôi môi, tàn sát để thỏa mãn nỗi nhớ. Giọng anh khàn đột. Anh nhớ... Cút! Cút ngay! Đừng động vào tôi! Bẩn thỉu! Cút khỏi đây! Nói chưa kịp hết câu, một bàn tay giáng xuống má Triết. Cái tát của Hân kéo Triết trở về với thực tại. Ánh mắt đỏ rực và kinh tởm của cô, hình ảnh anh trong đó đã không còn trọn vẹn. Triết quỳ thụp xuống dưới sàn lạnh lẽo. Anh xin lỗi. Anh nợ em cả đời. Xin lỗi em. Anh không thể làm khác được. Cô cười hai tiếng thê lương, nhưng tuyệt nhiên lạnh lẽo và không rơi một giọt nước mắt. Anh đến đây để nói anh không thể làm khác. Tôi là một con điếm, anh muốn lan chạ bao giờ cũng được, phải không bác sĩ Triết? Hân à, không phải. Không phải cái gì? Hôm nay là đêm tân hôn của anh. Anh muốn ngủ với tôi rồi về ngủ tiếp với vợ anh. Trách nhiệm quá nhỉ? Hân, anh không yêu cô ấy, tất cả là bắt buộc. Nực cười, không yêu mà cưới. Không yêu, sao anh không bỏ cô ta để đến với tôi? Anh nói đi,
Nói đi xem nào. Triết cắn răng không nói nên lời. Không nói được đúng không? Tôi với anh, bác sĩ Triết à, đã không còn gì từ khi anh nói ra câu đó. Hân cười lạnh, cô còn nhớ rất rõ. Tôi với em chỉ là say nắng. Ngày hôm đó, cô quay người đi như chạy khỏi cầu thang tối, vào nhà khóa chặt cửa lại. Một người đứng trong, một người đứng ngoài, ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ, nhưng sao vẫn nghe được nhịp đập của nhau. Lớp phòng bị của Hân sụp như đê vỡ. Cô lặng lẽ đưa gấu áo lên chặn từng dòng nước mát. Còn Triết, anh ngồi bệt trên nền đá lạnh, thẫn thờ như người mất hồn, chỉ còn lại cái xác. Một câu bác sĩ Triết, hai câu bác sĩ Triết, lòng anh co rút từng cơn, chỉ ba từ đã cắt hoàn toàn mối duyên tình đó giữa hai người. Hân tỉnh dậy đã 10 giờ sáng, bụng đói cồn cào xót ruột, nhà cũng chẳng còn gì ăn. Cô pha dội một gói mì, vừa đưa một thìa lên miệng, cảm giác buồn nôn ập đến. Cô bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn mãi không được gì mà mật xanh mật vàng trào ra. Phải rồi, hôm qua đã ăn gì đâu, bệnh dạ dày của cô lại tái phát. Lâu lắm rồi cô không khám lại, kiểu này dạ dày lại nặng hơn rồi. Hân cầm cái ví đi đến bệnh viện gần đó, chụp chiếu xong một lúc, cô ngồi ngoài hành lang đợi bác sĩ gọi. Cô có bầu sao? Có bầu không được dùng thuốc dạ dày đâu, dùng nhiều thuốc chưa? Hân hốt hoảng, tay chân run rẩy. Tôi có bầu, bác sĩ có nhầm không ạ? Bác sĩ nhìn Hân, cô gái này cũng không phải quá trẻ, mà lại không biết mình có bầu. Chắc là chưa chồng. Những ca thế này ở bệnh viện không phải hiếm. Cô ra bàn đăng ký đóng tiền khám thai, bác sĩ sẽ tư vấn. Hân đi ra khỏi phòng khám, bàn tay đã lạnh toát. Như vậy, cái thai này là kết quả của đêm hôm đó, đêm cuối cùng của hai người sao? Nằm xuống chiếc giường trắng toát, cả người Hân run bắn lên, đầu dò đi vào tử cung. Cô vội nắm chặt ra giường, nhắm mắt lại. Vị bác sĩ cất giọng trầm trầm. Thai đã được 7 tuần 3 ngày, nhưng cô vẻ rất yếu, đi ra ngoài đóng tiền xét nghiệm máu. Hân lại sang phòng xét nghiệm lấy máu, rồi ngồi chờ một tiếng đồng hồ. 90% cô có bầu, tin tức mà cô chẳng hề muốn. Hạ Sương hôm nay cũng ở bệnh viện. Cô đi lang thang trong hành lang, nhớ về dáng vẻ ủ rũ của Triết mà phát điên. Mới cưới mấy ngày thôi mà anh đã đi đường anh, tôi đi đường tôi, không còn một chút mật ngọt. Qua khoa sản, bỗng thấy bóng dáng rất quen. Hạ Sương đứng sững lại. Tuy mới chỉ gặp chưa quá 3 lần, nhưng hình dáng này, có đầu thai mấy kiếp nữa, cô ta cũng nhận ra. Hạ Sương vội chỉnh lại khẩu trang y tế, đi đến ngồi bên cạnh ghế Hân. Cô ta liếc sang sổ khám bệnh trong tay Hân, lại nhìn lên phòng xét nghiệm máu, đoán già đoán non. Bác sĩ đọc số thứ tự, Hân vội đi vào lấy kết quả, rồi lại ra ghế xanh ngồi, mắt nhìn tờ kết quả đã nhòe đi. Kết quả đã chắc chắn mang thai 7 tuần, nhưng bác sĩ khám nói cô bị thiếu máu trầm trọng và suy nhược cơ thể, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Cô nhìn chằm chằm vào đơn thuốc, những con chữ ngoằn ngoèo của bác sĩ, cô không đọc được gì cả, chỉ nhìn thấy có 4-5 loại thuốc gì đó. Bác sĩ nói cô phải bổ sung thuốc an thai vì thai nhi rất yếu, có nguy cơ dọa sảy. Cô không hề biết, người ngồi gần đó đã nhanh chóng thu vào tầm mắt kết quả xét nghiệm và đơn thuốc. Cơn giận trong lòng Hạ Sương đã dâng lên tận cổ uất nghẹn. Khuôn mặt che dưới lớp khẩu trang nóng bừng bừng. Đến lúc tưởng chừng sắp bộc phát, thì Hân đột ngột đứng dậy đi thẳng đến quầy thuốc. Hạ Sương lại len lén bước theo. Hóa ra cô ta không mang theo đủ tiền. Hạ Sương nhanh chóng đi vào một căn phòng, rồi rất nhanh đi ra, cầm theo một tập hồ sơ dày. Cô ta mắt trước mắt sau, rồi đi nhanh về phía đối diện Hân. Hân đang cúi đầu nhìn tờ đơn thuốc, thì bị một bác sĩ đâm sầm vào. Cả hai ngã ra sàn,
giấy tờ bắn tung tóe. Bác sĩ luôn miệng xin lỗi rồi soạn đóng giấy tờ trả lại cho cô. Hân ngồi xuống ghế căng đầu suy nghĩ. Một cảm giác xa lạ xâm lấn khắp cơ thể, lo lắng, sợ sệt, ngập ngừng, xót xa. Cô vô thức đưa tay lên bụng. Ở đây đang có một sinh linh đang tồn tại ư? Đứa con này tại sao nó lại đến vào thời điểm này? Rồi cô có sinh được nó ra không? Sinh con ra không có cha, người ta sẽ nghĩ thế nào? Rồi cuộc đời nó sẽ khuyết thiếu tình thương của một nửa cha mẹ giống như cô sao? Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Cô không thể giữ cái thai này được. Sinh con ra không có cha, nó sẽ khổ đến mức nào? Rồi một mình cô có nuôi nổi nó không? Cô không muốn cuộc đời con lại phải sống trong cô nhi viện thiếu thốn tình cảm của cha mẹ như cô nữa. Cánh tay ngập ngừng gõ vào căn phòng đề tên phòng thủ thuật. Cô bước vào, nhìn mấy cô gái nửa có già có trẻ đang ngồi. Mặt ai cũng thấy lo lắng và lộ ra vẻ chua xót. Chắc họ cũng như cô, muốn dứt bỏ giọt máu của mình. Đứa trẻ này, cô ngàn lần có lỗi, nhưng cô không biết làm thế nào để nuôi con. Cô không đủ tư cách để gọi nó là con nữa. Một người mẹ nhẫn tâm dứt bỏ con mình. Giá mà Lam ở đây, cô sẽ có một bờ vai để dựa vào. Bên trong phòng, cách một bức tường, tiếng dao kéo da vào nhau đến lạnh người. Hân nắm chặt vạt váy phẫu thuật, ngón tay trắng bệch đến đáng sợ, bụng nôn nao khó chịu. Có phải đứa trẻ trong bụng đang oán hận mẹ nó độc ác hay không? Hạ Sương vẫn lén đi theo từ nãy đến giờ. Thấy Hân đi vào phòng phẫu thuật, cô ta bực phát điên. Biên người mà chồng cô yêu máu lạnh thế này, thì lúc nãy cô cần gì diễn trò đổi đơn thuốc cho mệt xác. Nhưng rồi nghĩ đến con quái thai kia bỏ con, cô ta lại vô cùng vui vẻ. Cũng may là con tiện tỳ kia còn suy nghĩ được thấu đáo, không để đứa trẻ lại. Nếu không thì e là hôn nhân của cô và Triết sẽ bị đe dọa. Mà nếu nó không chọn phá thai, thì với cái đơn thuốc đó cũng sẽ không thể sinh nổi. Hạ Sương nhếch môi cười độc ác, rồi hồ hởi ra khỏi bệnh viện. Trong phòng thủ thuật, bác sĩ đưa cho Hân một viên thuốc màu trắng, nhẹ giọng nói: uống viên này vào sẽ choáng đầu một chút, nhưng ngủ một giấc là sẽ làm xong. Hân nắm viên thuốc trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt sũng, thấm dần vào viên thuốc ướt nhẹp. Trái tim cô đập thình thịch, cả người run lẩy bẩy. Cô đang làm gì thế này? Cô tự tay tước đi mạng sống của con mình sao? Cô uống cạn cốc nước y tá đưa cho, vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Đến khi nghe tiếng gọi số 033 Cao Thanh Tú, cô chậm chậm run rẩy đi vào, lóng ngóng nằm lên bàn mổ. Chiếc đèn trên trần nhà soi thẳng vào đồng tử của cô chói lóa. Đầu óc Hân quay như trong chóng, cô đau đầu dữ dội, cảm thấy có muôn vàn cánh tay đang cố đưa qua đưa lại trước bụng mình. Bác sĩ cầm dụng cụ chuẩn bị đưa vào tử cung thì đột ngột Hân khép chân lại, bàn tay thoăn thoắt đưa lên che bụng. Bác sĩ gắt lên: cái cô này, nằm yên, giãn chân ra. Vị bác sĩ mạnh bạo kéo chân cô sang hai bên. Hân ngồi phát dậy, viên thuốc mê đã nát, ướt nhẹp trong lòng bàn tay. Cái gì nữa vậy? Mất thời gian quá. Bác sĩ bực bội gắt lên: Tôi không làm nữa. Bác sĩ phẫu thuật quát ầm ầm: chúng tôi thừa thời gian để cô đùa à? Đi ra ngoài. Hân đi ra ngoài, ôm bụng nhỏ nước mắt đã trào ra. Lúc nãy nằm trên bàn mổ, trong đầu đột nhiên hiện ra những cái bào thai mà cô đã đọc được. Người mẹ sinh non rồi bỏ con ở thùng rác. Người mẹ sinh viên sinh con rồi dắt con từ chung cư xuống. Cô trào nước mắt xót xa. Nếu như cô làm như thế này, thì cô cũng là một người mẹ xấu xa, không có tình người như họ. Hổ dữ không ăn thịt con, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bỏ con nữa, không bao giờ. Cô lau nước mắt, nhìn xuống bụng dỗ về: con à, mẹ con mình sẽ dựa vào nhau để sống thật tốt, con nhé. Nước mắt hòa lẫn nụ cười, nhưng dưới ánh nắng mặt trời chói lọi,
vô cùng rạng rỡ. Ngón tay mảnh vẽ xanh xao run run đưa mảnh giấy mỏng cho nhân viên. Cho tôi đơn này. Dược sĩ nhìn đơn thuốc rồi nhìn cô ái ngại. Còn khá trẻ, chắc là lại không muốn sinh con rồi. Giới trẻ thời nay sống vô trách nhiệm quá. Nhưng dược sĩ cũng không nói gì, đưa thuốc cho cô. Hân cầm túi thuốc mỉm cười, vuốt ve bụng nhỏ rồi đi ra khỏi bệnh viện về nhà. Vào đến nhà, cô vội vàng uống một cốc sữa bầu rồi nhét mấy viên thuốc vào miệng. Viên thuốc cho vào miệng, chỉ 2 phút sau, cô đã thấy bụng mình cồn cào dữ dội. Cô nôn thốc nôn tháo một hồi, vẫn thấy bụng mình lăm răm. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, cô vội vàng bắt taxi đến bệnh viện tư gần đó. Cô có uống thuốc gì lạ gần đây không? Tôi uống theo đơn bác sĩ bệnh viện XK ạ. À. Hân đưa đơn thuốc cho bác sĩ xem, bác sĩ trợn mắt. Cái này là thuốc sổ bỏ thai, bác sĩ nào kê cho cô loại này? Mà sao đơn thuốc không có chữ ký của bác sĩ? Hân sợ đến run lên, thuốc sổ phá thai sao? Làm sao lại có chuyện đó được? Chính bác sĩ nói cô phải dùng thuốc an thai cơ mà. Bác sĩ tiêm thuốc rồi truyền dịch, bác cô nằm lại theo dõi thêm một ngày. Nằm truyền dịch, cô lục lọi trong đầu chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó bệnh viện rất đông, có thể xảy ra trường hợp cô cầm nhầm đơn thuốc hay không. Cô nghĩ đi nghĩ lại đều không có khả năng. Mỗi lần khám và kê đơn đều chỉ khám riêng một người thì làm sao cô có thể cầm nhầm được? Hay nhân viên quầy thuốc lấy nhầm? Chuyện này cũng không thể xảy ra vì thuốc sổ cũng được ghi rõ ràng trong đơn. Cô lấy đơn thuốc ra nhìn kỹ lại. Đúng là đơn này không có chữ ký của bác sĩ, mà nét chữ lại không quá xấu như bác sĩ. Như vậy ai đó đã tráo? Hân giật mình nhớ lại đôi mắt của người mặc áo blue trắng da phải cô trong bệnh viện. Như vậy là cô ấy đã đánh tráo đơn thuốc lúc đó. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô ta là ai mà muốn hại mẹ con cô? Hân sợ lên bụng, cảm giác bất an và lo lắng ngày càng tăng. Cô không ở lại thành phố này được nữa rồi. Có người muốn giết con cô. Cô phải đi khỏi đây ngay lập tức. Ông Long cầm bức thư tay của con gái, đọc từng chữ nó viết trong đó. Một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng ông. Đứa con gái của vợ trước, từ lúc bà ấy mất, nó không sống cùng ông nhiều. Dường như nó đã quen với việc ở cô nhi viện. Ông cũng sợ cảnh mẹ kế con chồng và đưa nó vào cô nhi viện, coi như cũng là một môi trường lành mạnh, đầy đủ cơ sở vật chất cho con. Bà Lan đứng trong phòng, liếc nhìn dáng vẻ của ông mà thấy bực bội. Bà thừa biết con bé đó nó thất tình thằng Triết nên không muốn ở lại đất này. Đáng lẽ bà phải vui lắm, nhưng thái độ của chồng bà lại khiến bà khó chịu không ngừng. Máu mủ vẫn là máu mủ, hẳn là đang thương con gái lắm. Mình à, con nó ra ngoài là để gần với quê mẹ nó càng tốt mà mình. Với lại con bé gai góc mạnh mẽ, về cái đất Hà Nội sống chậm cho thuần. Ở trong này giao du với cái đám không cha không mẹ, đâm ra hỏng người. Ừ, nó cũng đủ lông đủ cánh rồi, tôi cũng không quản được. Mà công ty chuyển công tác thì cũng cho nó đi cho cứng cáp thôi. Bà xem hỏi con nó cần gì thì gửi cho nó vài triệu. Mình không cần lo lắng, hôm thằng Thành đòi qua thăm chị, em đã đưa cho nó tiền rồi. Ông Long hài lòng thả bức thư trên bàn. Cánh thư hé mở, gió phần phật thổi qua, rồi nhấc bọn nó lên không trung, rồi lại tạt nó xuống bãi cỏ đẫm sương dưới bụi hoa hồng gai. Hà Nội đón cô bằng một cơn mưa. Cơn mưa không lớn như Sài Gòn, chỉ lất phất nhưng đi kèm cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngày bé có đôi lần mẹ cũng đưa cô về thăm quê hương. Rồi từ khi mẹ mất, cô không biết quê mẹ là gì nữa. Nay đứng đây, nhớ về mẹ, có đau đớn và buồn bã, nhưng lại có một cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Hân thuê một căn phòng nhỏ trong xóm trọ, xa trụ sở công ty để tiết kiệm tiền. Đồ đạc chưa có gì nhiều, cô
cũng chỉ sống một mình nên đơn giản, mua thêm vài cái chén, vài đôi đũa, hai ba cái nồi, hai cái chậu, vậy là xong. Tình cảnh của cô bây giờ giống hệt đi ở trọ sinh viên 4 năm trước cùng nhỏ Lam. Chỉ là giờ cô có thêm đứa nhỏ này. Hân mỉm cười sờ lên bụng. Mẹ con mình sẽ sống tốt đúng không con? Chiếc chăn không đủ dày dặn để giữ ấm. Giường cũng không có nệm. Nhưng mấy ngày vừa qua, trải qua quá nhiều chuyện, cô đã mệt rã rời. Đặt lưng xuống ngủ một giấc đến sáng. Tỉnh dậy đã là 9 giờ. Ra đầu ngõ, gọi một suất bún chả. Rất giống hương vị của vú sấu nên cô ăn ngon lành. Hà Nội không đông đúc bằng Sài Gòn, cho nên có cảm giác bình yên hơn, nhưng cũng có cảm giác cô độc hơn. Đang là mùa thu sắp chuyển đông, cây cây đầu ngõ đã rụng hết lá, còn trơ lại mỗi cành, gió rít lên từng đợt xào xạc. Nhưng tâm hồn cô vui tươi hơn những ngày trước, nghĩ đến mình có một đứa trẻ để chăm sóc, giống như ngày nhỏ, vú sấu chăm mình. Cô bỗng cười trong vô thức. Có lẽ Sài Gòn quanh năm nắng ấm, nhưng không hề hợp với cô. Cách đó không xa, ánh sáng ban trưa đang dần ấm lên, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Mấy bồn hoa trên ban công cũng khẽ lay động. Tất cả đều vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng. Hơn nhận thấy, đứa con này khiến cô vô cùng dễ chịu, cộng với một chút háo hức của vai trò mới. Một người mẹ như mẹ cô đã từng yêu cô. Triết đứng bên ô cửa, nhìn hàng cây xanh ngoài giường. Hân đã đi rồi, anh lại không có tư cách để gặp cô lần cuối. Nghĩ đến sự bội bạc của mình, lòng ngực anh nhức nhối đến khó tả. Cô đi rồi, bầu trời cũng bớt xanh hơn, những cơn mưa dần nặng hạt. Không khí nhuốm một màu sắc u uẩn đến khó chịu. Nhìn ra luống hoa hồng ngoài giường, thay người đang đứng tỉa cành cắt hoa lại càng khó chịu hơn. Hạ Sương nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chán ghét của chồng, trong lòng hụt hẫng. Cô gái đó có điểm gì hơn cô mà anh say mê đến vậy? Cô con nhà giàu, cô giỏi giang, nghề nghiệp ổn định, cô nấu ăn giỏi, cắm hoa khéo. Thử hỏi còn điểm khuyết thiếu nào nữa? Kìm nén sự bực bội, Hạ Sương đến gần chồng, nghiêng đầu hỏi. Em trông Tường Vi nhé. Ánh mắt Triết xẹt qua tia sáng sinh động, rồi lại như cũ. Ừ. Ngày hôm đó, những cây hoa hồng trong vườn nhà bị nhổ sạch, thay vào đó là những cây Tường Vi mảnh dẻ. Kể từ hôm đó, mỗi sáng mỗi chiều, Triết lại có thêm một thú vui, chăm sóc tỉa cành, bắt sâu cho những khóm Tường Vi. Mà hoa Tường Vi lại là giống cây rất dễ trồng, dù dưới khí hậu nắng khắc nghiệt quanh năm như Sài Gòn, vẫn trổ những khóm hoa đỏ thắm, mong manh. Thoát đã được một tháng hơn chuyển ra Hà Nội. Người ta thường nói Hà Nội không dội được đâu, quả nhiên rất đúng. Hà Nội sống chậm hơn Sài Gòn, hơn có thời gian chăm chút cho mình hơn. Cô phải cảm ơn ông trời, trong những lúc khó khăn thế này, cô vẫn có đủ sức khỏe, không bị ngán ngẩm nhiều. Hân ngồi ở ghế chờ gọi số, vuốt ve cái bụng nhỏ của mình. Một cảm giác yêu thương và hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi ngày, cái bụng này lại tròn thêm một chút, trông thật đáng yêu. Vậy mà có lúc, cô lại nghĩ đến bỏ con, suýt nữa cô đã trở thành một người mẹ tồi tệ. Đối diện ghế ngồi của cô là cặp vợ chồng trẻ. Người chồng liên tục đặt tay vào bụng vợ cưng nận. Con ơi, con đừng làm mẹ mệt, đừng đạp mẹ đấy. Cô vợ nhăn mặt. Chưa được 4 tháng, đạp cái gì mà đạp? Mệt muốn chết à? Đã không muốn đẻ rồi. Hân cúi đầu, nghe lòng mình nặng trĩu. Những bà bầu đi sinh, không ai đi một mình. Không chồng thì mẹ, hay chị hay em. Còn cô, cả quãng thời gian thai kỳ và cả cuộc đời sau này sẽ chỉ có một mình mẹ con. Người đàn ông đó đã hạnh phúc với gia đình riêng. Chắc giờ này, vợ anh ta mang bầu cũng đã sắp sinh. Anh ta sẽ quấn quýt bên gia đình mà quên mất
mình đã từng đi ngang qua đời một người con gái. Cô lại hận mình, tại sao lại luôn nhớ về người đàn ông bội bạc đó? Đã đến số thứ tự, Hân chậm bước vào phòng khám, nằm lên giường siêu âm. Bác sĩ giãn gương mặt một chút, tươi cười nhìn lên màn hình. Chúc mừng mẹ nhé, thai đôi rồi, mẹ cố gắng ăn uống tẩm bổ nhiều vào, kích thước con hơi bé. Thai đôi sao? Hân nhìn lên màn hình LED, thấy hai chấm như hạt đổ, chuyển động khóe môi rộ lên một nụ cười. Mẹ sắp được nhìn thấy hai con rồi. Nhưng sự lo lắng cũng dần xâm chiếm cõi lòng. Mang thai đôi đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc cực lực hơn, kiếm nhiều tiền hơn sau này. Hân bắt đầu điên cuồng kiếm việc làm thêm. Cô nhận dịch tài liệu online, cộng tác viên viết bài, xin làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh. Chỉ cần công việc nào có thể làm trong khả năng là cô nhận hết, để lo đủ kinh tế cho ba người ở đất thủ đô đắt đỏ không hề dễ. Triết choàng tỉnh, cơn mưa lúc nửa đêm đánh thức anh dậy từ giấc mộng. Một giấc mơ kỳ lạ, anh gặp hai đứa trẻ giống nhau chơi trong giường. Hai đứa trẻ cứ nhìn anh cười gọi ba ba mà anh không tài nào giới tay đến được. Mồ hôi toát ra ướt đẫm sống lưng. Anh ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thật kỳ lạ, hôm nay Hân không xuất hiện trong mơ nữa. Giờ này cô ấy đang ở Hà Nội, chắc là công việc cũng ổn. Cô ấy là người thông minh nhanh nhẹn, sẽ làm quen với môi trường mới dễ thôi. Liệu cô ấy đã có người mới chưa? Người ta quan tâm đến cô ấy nhiều hơn anh dạo đó không? Điếu thuốc đỏ rực bên miệng bị rít một hơi, tàn theo làn khói, rơi lả chả xuống sàn gỗ loang lổ. Từ ngày xa cô ấy, anh chỉ còn biết lấy thuốc để giải sầu. Sầu không vơi mà nỗi nhớ ngày mỗi đậm. Nỗi nhớ quay quát về gương mặt và đôi mắt buồn của người ấy cắm sâu vào trong tim như một đóa hoa chỉ nở trong giấc mộng. Hôm nay giấc mộng ấy cũng không còn nữa. Một vòng tay mềm ôm từ phía sau khiến Triết giật mình, giọng điệu ngái ngủ quyến rũ vô cùng. Chồng, anh không ngủ sao? Triết gỡ bàn tay mềm ra, dập điếu thuốc, không nhìn sương, cất lời. Ngủ đi, anh sang phòng sách làm việc một chút. Người phụ nữ đã nổi điên. 3 giờ sáng làm việc sao? Anh trốn cái gì? Anh xem á, vợ chồng có khác người dân không? Triết quay lại. Sương à, đừng trói buộc trái tim một người không yêu ở bên cạnh, là sự sống mòn của cả hai. Rồi anh mở cửa đi ra ngoài. Hạ Sương phát điên, cầm cái gạt tàn ném vào cửa. Từng mảnh thủy tinh dở tan rơi xuống sàn gỗ, xé nát trái tim. Con yêu nghiệt kia, cho chồng cô ăn cái gì để đến nỗi 6 tháng lấy nhau không có được một nụ hôn của anh. Ngủ chung phòng, cùng giường đấy, nhưng đồng sàn dị mộng, luôn có sợi dây ranh giới sâu thẳm giữa hai người. Cô đi ngủ thì anh làm việc. Đến khi cô tỉnh dậy thì anh đã thiếp đi. Cuộc sống này là gì? Là địa ngục trần gian chứ đâu phải một cuộc hôn nhân nữa. Triết đánh xe thẳng đến nhà Phong, bấm chuông dồn dập. Phong ngái ngủ đi ra mở cổng. Làm gì mà đến giờ này vậy hả? Triết không đáp lời, đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa uống trà. Mình nhớ Hân, nhớ những ngày mình và cô ấy trải qua. Nó rất chân thật rõ ràng, như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy thôi. Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, cố quên cô ấy đi. Nếu cậu ly dị thì khả năng đến với nhau cũng rất thấp. Còn Hạ Sương, cậu và cô ấy đã là vợ chồng, cứ nói ly dị là ly dị ngay được sao? Triết bóp mạnh chén trà trong tay. Phong nói đúng, để xóa bỏ ân oán giữa hai nhà rất khó. Nếu anh đến với cô ấy thì ba mẹ sẽ thế nào? Rồi khi cô ấy biết được chuyện đó, cô tha thứ không? Tất cả bằng chứng đều trong tay ông Sang. Chỉ cần anh có động thái quay lại với cô ấy thì ông ta sẽ tung ra tất cả. Anh có thể đối diện với sự thật, nhưng bố mẹ già thì không. Lý trí nhắc nhở quên, nhưng trái tim lại không thể. Nỗi nhớ hơn cộng dồn theo từng ngày, cứ lớn dần trở thành một khối lớn gây u uất trong lòng. Nắm tay Triết vo tròn, lại mở ra rồi thở dài mạnh. Tôi không muốn làm ở Alex nữa,
tôi sẽ bán MedCyber để xây bệnh viện riêng. Cái gì? Điên à? Lương ở Alert gấp 10 lần các bệnh viện khác. MedCyber đang kinh doanh thuận lợi, thầu được bao nhiêu gói thiết bị y tế. Cậu muốn đến dễ hơn thì cũng phải từ từ. Cậu cần phải hóa giải tất cả chuyện đó. Triết trầm ngâm. Anh duy trì nghề làm bác sĩ này cũng chỉ vì cô ấy từng nói thích anh mặc áo blue trắng, đẹp và thiện nhân như một thiên thần. Giờ anh mặc còn ai ngắm nữa? Giả lại thở chung một bầu không khí với cha con ông sang, thật sự anh không thể chịu đựng được. Tôi vẫn làm bác sĩ, nhưng chuyển sang bệnh viện công của thành phố. Thời gian còn lại, tôi sẽ tập trung vào bệnh viện của tôi. Tôi không thể để người tôi yêu cứ xa mãi trong tầm tay được. Cô ấy đang dần biến mất. Tôi không có tin tức. Tôi cần phải giải quyết chuyện ở đây thật nhanh để ra ngoài đó. Cô ấy hận thế nào cũng được. Tôi phải kéo cô ấy về bên tôi. Còn MedCyber đã được các gói thầu y tế cũng là do ông sang chống lưng. Tôi không thể dựa dẫm vào ông ta. Sẽ không có cửa thoát sau này, chứ chưa nói đến chuyện có đến được dễ hơn hay không. Phong kinh ngạc với tin tức vừa được biết. Hóa ra, ông sang đã cầm nắm cuộc đời Triết trong tay từ lâu. Ông ta đích thị là một con cáo già, mà gia đình Triết lại quá đơn thuần, nghiễm nhiên rơi vào một cái bẫy. Hân lê chiếc bụng tròn nặng nhọc lên trung tâm tiếng Anh. Cố nốt ca này nữa là mẹ con cô được về nghỉ ngơi rồi. Đã đến tuần thứ ba của tháng thứ sáu, bụng giật mạc, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày dự sinh thôi. Học viên thấy cô vào đã hứng khởi vô cùng. Cô giáo Hân vui vẻ hài hước, đã bầu to nhưng vô cùng nhiệt tình. Các học viên đều biết cô là single mom. Ban đầu còn ái ngại và bàn tán một chút. Nhưng rồi sau đó khi đã quen với tính cách của cô, họ lại cảm thấy thật khâm phục. Không biết chàng trai nào có thể phản bội một cô gái như vậy. Trung tâm tiếng Anh này dành cho người đi làm, do đó cũng có không ít những người đàn ông muốn tiếp cận cô. Thế nhưng nhìn cô bụng càng ngày càng lớn thì họ dỗ dàng né tránh. Có dăm ba người quá lứa hay quá dở cùng cảnh ngộ muốn rổ rá cặp lại, nhưng cô lại không thể nào mở lòng nổi. Bây giờ cô đã không còn đau khổ nhiều như trước, cũng không phải nước mắt dài ngắn nhớ lại cuộc tình đã qua. Nhưng mỗi khi cầm mảnh giấy siêu âm, vẫn có một nỗi buồn man mác lan tràn khắp cơ thể, không thể nào tan rã. Hận mình nhẹ dạ cả tin một thì thương con tới 10, rồi sau này chúng nó không có đủ sự quan tâm của một người cha. Dạy học xong, Hân dắt chiếc xe máy điện cũ ra khỏi cổng, qua chợ cóc, mua một chút thức ăn rồi về nhà. Hôm nay nhận lương dạy thêm, cô phải tẩm bổ cho hai con một chút. Đi qua siêu thị mẹ và bé, nhìn bộ đồ đôi xinh xắn dành cho hai bé song sinh, cô cứ đứng ngắm mãi không thôi. Ngần ngừ mãi mới e dè bước vào. Nhân viên hỏi han nhiệt tình khi thấy bụng cô đã to. Cho tôi xem hai bộ kia. Chị thật có con mắt tinh tường. Cái này của H&M, bọn em mới nhập về. Hai bé mặc cái này thì xinh hết nớt ạ. Hân sờ vào chất vải, mềm mịn thật dễ chịu. Hai cục cưng sinh vào mùa xuân, mặc cái này vừa khéo. Nhưng nhìn đến giá tiền, cô rụt tay lại. Hai bộ này hết nửa tháng lương rồi. Lương của cô không tệ nếu sống một mình, nhưng giờ cô với hai mình, tiền sinh hoạt, thuê nhà, thuốc thang bầu bì đã tốn rất nhiều. Mang thai đôi còn tốn nhiều hơn nữa. Nếu mua hai bộ này thì xác định nhịn đói cả tháng. Hân ngậm ngùi dắt xe ra về. Hai cục cưng của mẹ, nhất định sau này mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua sắm những gì đẹp nhất cho các con. Hiện giờ mẹ phải lo bồi bổ dinh dưỡng cho hai cục cưng trước đã. Trong đầu cô đã mường tượng về hai mẫu lúc này. Cô còn đóng vải chưa may hết, nhất định sẽ may cho hai con đúng y như thế. Sống một mình té ra cũng có cái hay và tiện lợi. Thích ăn ra làm sao, thích ngủ lúc nào, thích dậy bao giờ cũng chẳng phải vướng bận ai. Hân ôm một tô cơm, cho hết thức ăn vào một bát, rồi ngồi trước con laptop nhỏ, lên Facebook vào mấy trang hóng hớt đọc một chút. Cuộc sống của cô giờ chỉ còn làm bạn với những thứ này,
cũng vô cùng thú vị. Thảo nào những người đã lập gia đình luôn miệng kêu ca chồng em thế này, chồng em thế nọ, thà ăn shit còn hơn lấy chồng. Cô vừa ăn vừa cười sảng sạc. Cô bé sinh viên cạnh phòng trọ cầm một túi hoa quả chạy qua. Chị Hân ơi chị Hân, mẹ em nói cái này tốt cho hai cục cưng này, chị ăn đi. Đổi cho em một bát cơm, đi học về chưa có gì vào bụng. Trời ơi, em đói muốn chết luôn này. Đó, cô ăn gì thì lấy, chị đang xem phim. Cô bé em ngồi xuống bên cạnh, hai chị em mỗi người một tô, xem phim cười ngặt nghẽo. Chị ơi, sáng nay có một anh soái ca đến tìm chị. Ôi, đẹp trai giả man con bà ngang chị ơi. Ơ, đến tìm chị, em hỏi tên không? Em có hỏi tên, tên gì ấy nhỉ? Em quên mất rồi. Vì anh ấy đẹp trai quá, em chỉ nhớ mặt thôi. Đẹp như tạc tượng chị ơi, to cao 6 múi. Trời ơi á, đúng chuẩn nam chính, hạ cánh ơi anh. Hân không nghe được con bé nói gì nữa, trống ngực cô đập thình thịch. Không ai biết cô ở đây, làm sao có thể tìm được? Hay có ai theo dõi? Không thể nào, cô đã rất cẩn thận rồi. Cô có chút lo lắng, bàn tay vô thức đưa lên bụng che chở. Chị Hân, chị xinh đẹp thế này á, có phải anh đó là cha của hai cục cưng không chị? Cô bé sinh viên vô tư hỏi. Ờ, không phải đâu, chị và anh ta đã cắt đứt, anh ta đã có vợ, giờ chắc cũng sinh con rồi. Mà chị đâu biết ai tìm chị đâu. Cô bé sinh viên nhìn Hân thương xót, chị ấy đẹp như vậy mà. Cuộc đời thật bất công khi để chị ấy gặp một thằng sở khanh. Hân lại bần thần cả người. Trong đầu cô đã ngập hình ảnh về anh ta. Đã bao lâu không ai nhắc tới, bận rộn kiếm tiền, rồi chuẩn bị sinh con, mà cô cũng dần quên đi đã từng có một người đàn ông đi ngang cuộc đời mình. Giờ nghe đến từ cha của hai đứa trẻ, thì cô lại chạnh lòng. Hóa ra, tình cảm không hề mất đi, mà nó bị chôn sâu dưới đáy lòng. Giờ có cơ hội, thì nó lại tràn về thổn thức. Cô từng đọc được một câu nói nào đó trên mạng. Hết yêu là quên, khi nhắc về người đó sẽ chỉ còn là sự hời hợt. Còn nếu mang một nỗi hận thì vẫn nhớ, vẫn khắc cốt ghi tâm. Hân thật sự sợ hãi bản thân mình. Hình bóng ấy không hề phai nhạt trong tâm trí cô. Sao cô vẫn có thể yêu được một người đã phản bội mình như thế? Xách túi đồ ăn đến cổng xóm trọ, thay bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông, trái tim Hân trút đi được gánh nặng, đập rộn lên vui vẻ. Người đàn ông kia thấy cô, cả khuôn mặt bừng lên nét vui tươi. Nhưng khi nhìn xuống bụng cô, anh ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình. Hân, em... Hân nhìn Duy phong độ ngời ngời đứng trước mặt mình, ngạc nhiên vô cùng, rồi vui mừng mở cổng xóm trọ, mời anh vào phòng. Duy nhìn căn phòng trọ nhỏ dành cho sinh viên, có chút xót xa. Cô ấy phải sống tại một nơi như thế này ư? Trong phòng chỉ đặt một cái giường nhỏ, một cái tủ vải, một cái bàn xếp và ghế nhỏ, một cái bếp ga mini và chảo bát nhựa màu xanh. Trên bàn đặt một chiếc máy may rất nhỏ và vài bộ quần áo trẻ con bên cạnh. Có vẻ hơn tự may đồ cho con. Anh uống nhé. À, xin lỗi anh, nhà em không có nước gì khác. Hai người ngồi bên nhau, không khí có chút trầm lắng và ngột ngạt. Mãi sau, Duy mới lên tiếng. Em đi không nói với anh, cũng không nói với mẹ. Em có biết mẹ lo lắng cho em không? Hân cầm cốc trong tay xoay nhẹ. Vì em xin được việc ngoài này phải ra luôn, rồi công việc mới cũng bận nữa. Anh gửi lời xin lỗi đến mẹ Mai giúp em. Sau này sinh xong, em sẽ vào thăm mẹ và anh. Hân này, con em có phải của người đàn ông kia? Hân cười nhẹ, không nói gì. Đó đã là câu trả lời thừa nhận cho anh rồi. Em bao giờ sinh? Em làm việc nhiều như vậy, có đảm bảo sức khỏe hai mẹ con không? Dự sinh 3 tháng nữa. May mắn hồi trước em theo anh đi học võ nên sức khỏe cũng dẻo dai. Với lại hai cục cưng cũng ngoan. Hân cười, bàn tay đặt trên bụng,
ánh mắt ánh lên niềm vui. Duy nhìn cô, dường như cô ấy đã cân bằng được cuộc sống. Thấy cô vui như vậy, anh cũng nhẹ lòng hơn một chút. Cô gái dễ tổn thương năm xưa mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Biết tin Hân chuyển công tác, anh đã tìm mọi cách xin được chuyển ra đây. Anh có nghe đến người đàn ông kia đã kết hôn, nhưng không nghĩ đến cô lại có con với người đó và phải chịu đựng sống cực khổ thế này. Hân này, anh đã xin chuyển ra chi nhánh ngoài này. Anh có một căn hộ để trống, mình anh ở rất phí. Em chuyển đến đó để lũ nhện đỡ gian được không? Anh Duy, đừng tốt với em như vậy. Hân, em đừng nghĩ nhiều. Từ xưa đến giờ, anh đều xem Lam và em là ruột thịt. Giờ Lam đã không biết tung tích ở đâu, chỉ còn em thôi. Đừng xem anh xa lạ. Anh à, bây giờ em vẫn tự lo được. Chắc chắn sẽ nhờ đến anh nếu khó khăn. Ngày hôm sau nữa, Duy lại đến. Lần nào cũng mua một túi đồ lớn, nói là tẩm bổ cho cô. Hân không tài nào đẩy anh ra được. Giờ lại cùng làm một chi nhánh, gặp nhau hàng ngày. Nhiều người thấy anh quan tâm cô, đinh ninh rằng Duy là chủ cái thai thì lời ra tiếng vào. Nhưng anh cũng không giải thích. Xem ra anh Duy lại càng muốn được như vậy. Hân cũng để theo lẽ tự nhiên. Cô không còn đủ sức lực để suy nghĩ gì thêm nữa. Suy nghĩ của cô bây giờ hoàn toàn đặt vào hai cục cưng. Làm thế nào để tốt cho hai con thì cô sẽ lựa chọn. Triết đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Hôm nay là giao thừa, người người đổ ra lòng đường để ngắm pháo hoa, nhưng anh không có tâm trạng gì cả. Hạ Sương liên tục gọi điện thoại, anh bực bội tắt máy, rồi cầm chìa khóa xe đi về nhà ba mẹ. Ông bà Tuyên đang làm cơm cúng giao thừa, thay con trai về nhà, vô cùng ngạc nhiên. Vợ con đâu, sao không về? Con tự diễn qua đây luôn, đêm nay con có ca trực, không tiện đưa Hạ Sương qua. Trên bàn, ngoài những món ăn truyền thống, còn có cánh gà chiên nước mắm. Bất chợt trước mắt anh hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ năm nào vui vẻ cầm cánh gà, khen tấm tắc mẹ anh làm đồ ăn ngon. Có vẻ như khẩu vị của mẹ anh và cô ấy vô cùng hợp nhau. Bà mẹ nhìn biểu hiện của con trai, lại nhìn xuống đĩa cánh gà. Bà nén tiếng thở dài. Có lẽ ông bà đã sai thật sai khi bắt con trai gánh hậu quả của năm đó. Triết đón giao thừa cùng ba mẹ, rồi phi xe đến nhà hội bạn. Đêm nay, cảm xúc của anh rất tệ. Nhìn pháo bông rực rỡ trên bầu trời, nhưng lòng không thấy vui, bồn chồn, cồn cào bất an, như có chuyện gì đó rất tệ xảy ra. Đêm giao thừa, bụng Hân đã to dựng mạc, cho nên cũng không làm cơm cúng giao thừa gì nhiều. Cô mua một bát thịt đông, bát dưa hành, thêm cái bánh chưng đặt lên ban thờ nhỏ của mẹ. Mỗi năm, giao thừa còn có Lam, hoặc cô sẽ về cô nhi viện đón giao thừa với mẹ Mai. Năm nay bụng to quá, không tiện đi lại, cô ở lại đây. Cả xóm trọ đã về hết, không còn một ai, chỉ mỗi phòng cô sáng đèn. Ngoài đường tiếng người đi lại xôn xao xem pháo hoa, cô lại ngồi bật thềm ngóng ra ngoài ngõ nhỏ. Hồi bé cô cũng thích xem pháo hoa lắm, cảm giác những bông pháo hoa bay lên cao giữa bầu trời đêm nở rộ trên không trung vô cùng rực rỡ và hạnh phúc. Năm sau, rồi sẽ có hai cục cưng đón giao thừa cùng cô. Nghĩ đến đó, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Cô đặt tay lên bụng, khẽ xoa nhẹ cái bụng tròn do. Hai cục cưng trong bụng hình như cũng cảm nhận được mẹ hưng phấn nên đạp dữ dội. Cô nhìn cái bụng chỗ này nhô lên, chỗ kia nhô lên, cười khanh khách. Cuộc đời này dẫu có gian khổ thế nào thì có con vẫn là niềm hạnh phúc nhất. Mỗi ngày cảm nhận được cử động của con trong bụng mình là một niềm vui, là động lực cho những người mẹ đơn thân như cô. Hân đi đến bàn thờ, đứng lên ghế gỗ thắp cho mẹ một nén nhang. Từ ngày ra đây, cô cũng rút một chân hương để đón mẹ về. Tuy là không được tươm tất, nhưng mẹ con được ở gần nhau hơn. Chiếc ghế dưới sức nặng của bà bầu hơi nghiêng một chút. Cả thân người Hân lảo đảo, đỡ từng không kịp ngã xuống sàn. Bụng đau dữ dội nhưng không thể nhấc người lên được. Cô sợ hãi bò lết ra cửa, gào đến lạc giọng. Có ai không? Giúp tôi với! Xin giúp tôi!
cứu con tôi! Cô cố đập cửa kêu cứu, đến khi nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy dọc hành lang đi vào, Hân mới mệt lả đau đớn mà ngất xỉu đi. Chiếc xe cứu thương réo lên ai oán giữa màn đêm vắng như tờ. Tiếng pháo hoa lùng bùng vẫn nổ vang trên bầu trời đón chào năm mới. Hân được đưa vào bệnh viện lên bàn mổ. Giọt nước mắt rơi dài trên má khi hộ sĩ bế hai đứa con đến cho cô nhìn. Một gái một trai, đúng như siêu âm. Con chào đời đúng vào ngày mùng 1 Tết. Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất cuộc đời của cô. Lung nghe con cất tiếng khóc thật lớn, cô nắm tay bé bỏng của con. Hai bé bỗng hé miệng như nở nụ cười với mẹ, khiến trái tim cô đập rộn rã. Thật tốt, hai con cũng đã chào đời. Hai thiên thần đến với cuộc đời cô, thắp lên hai bông pháo hoa rực rỡ trong mùa đông lạnh giá. Sau khi khâu xong vết mổ, Hân được đưa ra phòng hậu phẫu. Bác chủ nhà làm xong thủ tục và đóng hộ tiền cho cô, xong xuôi đi về cúng mùng một. Bác ấy tốt bụng, mang theo chút đồ ăn để lại. Hân vừa rệu rạo nhai bánh chưng, vừa ngắm con mà cười. Cô như quên hết sự đau đớn của đẻ mổ, say mê ngắm nhìn hai cục cưng. Hai đứa trẻ bụ bẫm giống hệt nhau, mới sinh, da nhăn nheo và đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn thấy có đường nét, lông mày rất rậm, cằm chẻ và trán cao, giống hệt người đó. Hai đứa bé này xinh xắn quá, đỏ au như này, mai sau lớn lên sẽ rất trắng, mà ối mẹ sạch quá nhé, bé không có chút lông mang nào luôn. Hân cảm ơn bác gái giường đối diện. Điều may mắn nhất trong phòng hậu phẫu này là cô sinh hai con nên không phải ghép giường. Thế rồi bố của hai đứa bé đâu rồi? Sao không thấy? Mẹ chồng mẹ đẻ không đến à? Bác gái vừa nãy lại thuận miệng hỏi. Hân cười nhẹ, nhìn hai đứa con ngủ say. Dạ, con chỉ có một mình thôi à. Bác gái nhìn cô gái nói giọng Sài Gòn ái ngại, có chút thương tình. Đã một mình lại đẻ mổ sinh đôi, rồi con bé vệ sinh chăm sóc con kiểu gì? Kiểu này lại bị thằng ôn dịch nào chơi xong bỏ rồi. Vết mổ đau đến chết đi sống lại, nhưng cô phải cắn răng bám thành giường, lết từng bước đi pha sữa cho con, vệ sinh cá nhân. Đến buổi chiều mùng 2, bác chủ nhà trọ mang chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân cũng như điện thoại vào cho cô. Mở máy, thấy cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của Duy. Cô chuyển khoản trả tiền viện phí và một số tiền cảm ơn bác chủ nhà. Sau đó mới nhắn cho anh một cái tin. Anh Duy, em xin lỗi không nhắn anh được. Anh và mẹ Mai ăn Tết thế nào? Em sinh rồi, đang ở viện, rất khỏe mạnh. Tối mùng 3 Tết, khi cô đang cắn răng đỡ thành giường di chuyển ra bàn pha sữa, thì hai người phụ nữ và một chàng trai bước vào. Bà Mai sững sờ, nhìn cảnh hơn một tay bám thành giường, một tay pha sữa, mồ hôi đổ dài hai bên thái dương. Nghe Duy nói con bé mang thai lại ăn Tết một mình, bà bay ra Hà Nội ngay. Nhìn thấy cảnh này, bà không cầm được nước mắt. Đứa con bà thương yêu nhất đang phải vật lộn sinh con một mình. Bà dội vàng chạy đến đỡ Hân. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con giấu mẹ là mẹ không biết sao? Con bé ngốc này, con có biết cửa sinh là cửa tử không? Đi sinh cũng không nói với ai một câu. Hân ôm mẹ Mai, nước mắt chảy dài trên má. Thấy mẹ Mai là cô không thể kiên cường được nữa. Được rồi, không sao cả. Mẹ tròn con Du là tốt rồi. Mẹ ở đây với con, nín đi không được khóc, khóc sẽ hậu sản đó. Nào, nín đi con, có mẹ đây rồi. Duy đỡ cô ngồi xuống giường. Bà Mai nhìn hai đứa trẻ bụ bẫm đang ngủ say, nửa thương xót, nửa hạnh phúc. Hai thiên thần này trộm mụ vô cùng đáng yêu xinh xắn. Mẹ nó quyết định để sinh là đúng rồi. Chỉ thương cho con bé bụng mang dạ chữa vừa cạn một mình, rồi cả cuộc đời về sau nữa. Hân ở bệnh viện một tuần thì xuất viện. Cô thật sự không muốn phiền mẹ Mai và Duy,
Nhưng không còn cách nào khác, mẹ Mai ở với cô đến ngày 10 âm thì phải về Sài Gòn. Bà còn cô nhi viện không ai quản lý, chỉ còn cô quanh quẩn bận rộn với hai đứa con. Hết 10 ngày là cô không còn kiên cử gì nữa, dạy giặt giũ, đi chợ nấu cơm bình thường. Vết mổ đẻ có đau nhất cũng phải chịu, không còn ai nữa, cô phải gượng dậy để còn nuôi con. Hai đứa bé sinh đôi nên tính nết cũng giống nhau, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc. Đêm đã khuya rồi, cô nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng mà con vẫn không chịu ngủ. Tròn dặn mình đỏ rực cả ngày rồi ọ ọe khóc ré lên. Cô dội ẩm Tròn lên cưng nựng hét ru. Tròn chưa im thì Bi lại gồng lên khóc oa oa. Có lẽ bé cần hơi mẹ. Bế Bi lên đặt Tròn xuống thì Bi lại khóc. Hân lúng cuống không biết làm thế nào. Cả hai bé con đều khóc khiến lòng dạ cô như xác muối. Mẹ thương, nín đi con. Con khóc, mẹ nấc nghẹn. Tiếng khóc tủi thân và ai oán giữa màn đêm. Giật lộn mãi hai con mê nín, đặt được hai con vào nôi đã 3 giờ sáng. Cô mệt rũ người, ngồi bệt xuống sàn đất lạnh. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Những đau khổ ngén ngẩm khi mang thai không thể nào so tính bằng thời gian nuôi con. Cô cứ nghĩ rằng sinh con ra sẽ nuôi được hết, nhưng sao mà khó khăn đến vậy. Vật chất và tinh thần đều thiếu thốn. Có những lúc cô muốn mình không còn tồn tại nữa, nhưng nhìn hai đứa trẻ ngủ say lại nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục gắng gượng vượt qua những ngày tháng cực khổ này. Niềm chia sẻ duy nhất của cô là Duy. Ngày đi làm, chiều anh lại về đi chợ nấu nướng cho ba mẹ con. Anh bồng bế cưng nựng hai đứa trẻ và yêu thương như con ruột. Có thể nói là ích kỷ, nhưng Hân quá mệt mỏi và kiệt sức. Cô không đủ kiên nhẫn để đẩy anh ra. Có những lúc cô chợt nghĩ cuộc sống đã quá mệt mỏi, hay là mình nhắm mắt đón nhận tình cảm của anh. Dẫu sao anh cũng rất thương yêu Bi và Tròn. Nhưng khi nhìn hai đứa con giống người đàn ông kia như đúc, thì trái tim cô lại thổn thức dữ dội. Cô không thể làm được. Trên bàn ăn, ông Sang nhìn con gái mà xót. Con bé một lòng hướng về thằng Triết. Bữa cơm, thức ăn cũng chẳng để vào bát mình. Con miếng nào ngon lại gấp hết cho chồng. Mà thằng Ôn Dịch kia, một miếng con bé gấp cũng không sợ đến. Từ đầu đến cuối bữa, nó cúi gằm mặt, không nói với cha con ông lời nào. Thằng này chưa thấy quan tài, chưa đổ lễ đây. Sương, con ăn đi chứ. Đã vợ chồng với nhau rồi, còn khách sáo làm gì? Hạ Sương hiểu ý của ba. Triết cả buổi chẳng chịu nhìn mình một cái. Anh ấy xem cô như người vô hình. Triết này, chỉ còn 1 năm nữa là ba về hưu. Hay là vợ chồng con tiếp quản cho ba? Sương không cần mở phòng khám tư bên ngoài nữa. Con làm trợ lý cho chồng. Dù sao con cũng học nghề này ở nước ngoài, biết cách quản lý thế nào. Không cần đâu ba. Con không giỏi quản lý, ba cứ để Sương lên nắm quyền, con còn phải quản lý việc của con nữa. Triết chẳng hề để ý mà trả lời. Lửa giận trong lòng ông Sang đã sôi sùng sục, nó còn không thèm cả chức giám đốc bệnh viện quốc tế sao? Cái loại nó, tuy chuyên môn giỏi nhưng kiêu căng như vậy thì cũng chỉ là ngựa non hấu đá mà thôi. Nghĩ là vậy, nhưng ông Sang không dám nói ra mặt. Ông há miệng mắt quay con gái ông. Không hiểu bao nhiêu thằng tài giỏi giàu có, nó không ham lại đi yêu chết yêu sống cái thằng Ôn Dịch này. Nếu vậy thì thôi, ba tuyển người khác. Con Sương là phụ nữ, không nên làm quản lý. Nó còn phải nâng khăn sửa túi, xin cho ông bà bên đó một đứa cháu nữa chứ. Ông bà bên đó hẳn là cũng khác một đứa cháu như ba. Miệng lưỡi ông Sang khéo thì không còn ai bằng. Hạ Sương nhìn Sang đợi chồng nói. Nhưng Triết như đứng ngoài cuộc, anh vẫn bình thản ăn uống. Chuyện đó tính sau, chúng con còn trẻ, con muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Ông Sang biết Tổng Tòng Tông, thằng kia chán con gái mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện như chưa biết gì. Trẻ mỏ cái gì? Con có biết con gái có thì không? Con cũng hiểu về y học,
sinh con trong độ tuổi trước 30 thì đứa trẻ thông minh nhất. Con định để chết già hay sao? Ba này, làm như vợ chồng con IQ bằng không vậy. Con 50 tuổi sinh con vẫn thông minh, ba phải tự tin vào gen trội của ba chứ. Triết chẳng nghe hai bố con nhà kia nói gì, anh trầm ngâm. Trước 30 sinh con sau, hơn năm nay 27. Nếu như cô và anh có một đứa con thì sao nhỉ? Chắc chắn chúng sẽ rất xinh đẹp, bởi vì cô ấy rất xinh. Anh bỗng cảm thấy vui vui trong lòng, chẳng để ý đến ánh mắt hai cha con ông Sang nhìn mình như muốn lột da. Ông Sang về rồi, Triết cũng cầm chìa khóa đi ra ngoài. Hạ Sương thấy vậy, lật đật nói gót theo. Anh, muộn rồi, anh đi đâu vậy? Công ty còn chuyện cần xử lý. Hạ Sương nghiến răng ken két. Cô có làm cái gì, thể hiện thế nào, anh cũng không để vào mắt. Cô cứ ngỡ lấy được anh sẽ yêu mình. Nhưng sao khó quá. Nỗi khổ tinh thần đè nén trong lòng, không có ngày nào vui, không có giây phút nào thở tốt, dâng thành đám lửa đỏ rực trong mắt Hạ Sương. Một cuộc hôn nhân chẳng khác nào địa ngục, chẳng khác nào tắm trong vạt dầu. Sương điên loạn, ném bát ném đĩa dở loãng xoảng, đập phá chén. Hạ Sương lấy chìa khóa xe, điên cuồng vào bar lớn nhất thành phố. Cô gọi một chai rượu mạnh, tu ẩn ợt, nhìn những bức tượng Phật sống bố may quay cuồng trước mặt, rồi cười ra nước mắt. Kỳ thật, đã là ba, lại còn chân tượng Phật sao? Quả đúng như cuộc đời, thiện lương chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vì ai mà tôi thành ra thế này? Vì ai mà tôi sống khổ sống sở như cơm nguội mỗi ngày? Hạ Sương đau khổ đưa ly rượu lên. Một bàn tay trắng xanh lấy ly rượu trong tay Hạ Sương. Oh, beautiful lady, enough, left me. Dịch ra là, oh, cô nàng quyến rũ, đủ rồi, để anh. Hạ Sương nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc và mái tóc xoăn tít. Cô nhếch môi. Ok, one making love. Dịch ra là, được, làm tình không? Người đàn ông tóc vàng ồ lên một tiếng, rồi bế bổng Hạ Sương đi vào cầu thang tối. Hạ Sương và người đàn ông ngoại quốc quấn lấy nhau say đắm. Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ gợi dục vang lên trong góc tối. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.